Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Audio Airway 301 nhé. Và hôm nay trước mắt các bác thì hôm nay em có mang đến cho các bác hai mẫu dây tín hiệu Canon và hai đầu bông sen như trên này. Đấy, và bây giờ em sẽ đi từng loại một các bác nhé. Đầu tiên là thằng hai đầu AVWBT đến từ thương hiệu Đức các bác nhé. Các bác chơi âm thanh chuyên nghiệp thì cũng biết là trên những cái dây âm thanh chuyên nghiệp này thì nó có chiều. Đấy, chiều ra và chiều vào của dây. Và đặc biệt cái thằng WBT thì đánh rất lợi dải trầm các bác nhé. Chi tiết cả ba dải nhưng đặc biệt hơn dải trầm rất là sâu. Đó. Và trên tay em đang có một cái cốt dây bên đoạn đi để tua cho các bác xem. Thì có bệnh chi sâu hơn với cái dòng mà WBT này. Cái này thì các bác cứ nhẹ thôi. Trong kênh của em cũng có một cái video em đã hướng dẫn các bác làm cái dây tín hiệu như này rồi. Các bác có thể vào tham khảo thêm. Đó. Đầu tiên các bác này. Là một lớp chống nhiễu bằng đồng OFC 99 nhé các bác nhé. Đó. Tiếp theo đến một lớp giấy để chống ẩm này các bác này. Đấy, và bên trong rất là nhiều cái lớp vải. Đấy, có hai lõi như này. Màu đỏ và màu trắng. Bây giờ em tuốt trước. Đây, tuốt lại này. Khâu này thì nó hơi cẩn thận vì bên em làm cái dây để DIY cho các bác gửi đến tay các bác nên là rất cẩn thận, không để không đứt một cái sợi dây nào cả. Các bác nào mà thợ nào mà dùng kéo thì rất dễ hay đứt lõi, không đảm bảo tín hiệu của dây. Đó. Không đứt một sợi nào cả. Đó, thấy không ạ? Đấy. Loại đồng này các bác nhé. Nó không như cái loại đồng mạ bạc. Các bác đánh cái dòng loa châu Âu cho bác rất là sâu các bác nhé. Đấy, đồng rất là tơi nhuyễn. Ok. Và cái đó, em xin báo giá luôn. Một cặp WBT bên em đang bán là 650.000 một cặp. Gồm hai sợi dài 1 mét các bác nhé, gồm hai sợi này, hai sợi dài 1 mét một cặp đấy. Vâng, bây giờ chuyển sang dây audio quét đến từ Anh Quốc các bác nhé. Đó. Anh Quốc thì cái thằng này nó khác thằng Gemma, thằng Đức là nó là đồng mạ bạc đó, đồng mạ bạc và đặc biệt hơn là có cục chống nhiễu này. Vâng, cục chống nhiễu này chống nhiễu rất là tốt các bác nhé, đồng chống nhiễu một chiều này. Đấy, đầu tắc khóa gen các bác nhé, đầu tắc carbon khóa gen để cho các bác cảm rất là tiếp xúc rất là tốt. Đây thì em xin báo giá luôn là 750.000 một cặp. Bao ship toàn quốc các bác nhá. Và một cặp thì dài 1 mét. Đấy, ngoài ra thì bên em có DIY thêm cả cái dòng mà hai đầu Canon đực cái. Đấy, hai đầu Canon đực cái đầu giác carbon luôn các bác nhá. Của thằng Mark Intok, đầu giác bãi các bác nhá. Có nào mua rời thì em cũng có. Đó. Bên em thì cũng có làm mấy cái video hướng dẫn các bác làm dây AV và dây Canon rồi đấy. Các bác nào cần tham khảo thì cứ vào tìm cái video đấy. Đấy thì cặp Canon này thì bên em báo giá luôn là 7, cũng bằng giá dây AV luôn. Ngoài ra thì bên em cũng có DIY thêm cả
cái dòng dây giá rẻ hơn một chút, dây Canon Hitachi, lõi thì lõi nó gần bằng ngón tay út của em. Đấy. Các bạn nào quan tâm sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với em nhé, hoặc để lại số điện thoại bên em sẽ liên hệ trực tiếp với các bác, hoặc có câu hỏi gì thì liên hệ trực tiếp với em sẽ tư vấn cho các bác. Cảm ơn các bạn theo dõi video của em.